Chào tất cả anh em, mình là Tào Độ. Hôm nay mình sang bên Tây Mỗ, độ Kebo AR Carbon cộng cổ bầu hơi Titanium, bầu hơi to em nhé. Cho con Winx này độ rất đẹp luôn. Thì đầu tiên mình sẽ test bô trước, sau tí nữa mình sẽ giới thiệu những cái món đồ chơi này, con Winx thì sau. Em nghe thử tiếng bô nhé. Con này độ theo chủ nhân chia sẻ là độ khoảng mất 30 triệu tiền đồ chơi, cộng cái bô này nữa là nhằng vào gần 40 triệu anh em ạ. Cũng tương đối là đắt tiền. Xe này độ tương đối là tâm huyết đấy anh em ạ. Bô này nghe thì cực kỳ đã luôn, cộng cổ Titanium thì cực kỳ chất. Bây giờ mình sẽ giới thiệu đồ chơi con này nhé. Con này thì lên một cặp vành ACO chính hãng anh em này, cộng với lốp Ferrari 150, lốp trước lốp sau. Lốp trước thì là 190 em nhé. Và lốp trước thì được độ đĩa kép này, đĩa kép như dòng phân khối lớn luôn. Anh em nhìn, bình thường Winx thì chỉ có phanh đĩa APS đằng sau, đây là độ luôn cả APS đằng trước nữa. Đó, đây là xe đi an toàn lên gấp đôi em nhé. Gấp thì là gấp này gấp của hãng gì nhỉ? Nói chung là gấp này gấp độ mình không làm rõ được cái hãng nào đâu, nhưng mà cái này không phải là gấp của phân khối lớn tháo đâu, mà gấp là gấp của nhà sản xuất, đâu sản xuất ra để độ cho Winner em nhé, chứ không phải là xe tháo hoặc xe phân khối lớn. Đó, những chi tiết thì rất đắt tiền. Ồn ào quá nhỉ. Em đợi chút nhé. Tương đối ồn ào. Đây chống đổ này. Chống đổ này lắp theo phong cách của phân khối lớn luôn. Tay côn tay thắng CRG carbon. Nói chung là con này giá trị nhất là dàn chân anh em ạ. Còn tất cả mọi thứ gần như nguyên zin hết. Giá trị nhất là dàn chân này, fork sau này. Fork sau chắc fork sau bao tiền em nhỉ? Fork sau được khoảng 3 triệu anh em nhá. Đó, nói chung là con này giá trị nhất là dàn chân này. Đằng trước độ thêm ABS. Đó, đĩa kép này, đằng sau thì là fork thì 2,8 triệu. Full con này gần 40 triệu anh em nhá. Ok, cảm ơn tất cả xem clip mình nhé.